xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục dựng những cấu hình khủng để các bác chơi sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ. Thì hôm nay này em nắp gấp cho một bác khách ở trên tỉnh Bắc Giang. Và tầm này cũng khá là căng thẳng rồi. Bây giờ 13:45 rồi. Theo như lịch hẹn là đến 3 giờ là có xe tại phố Trương Xá. Nên là anh em chúng em gấp rút đóng hàng nhanh. Chỉ to tầm 10-15 phút nữa thôi là phải đóng xong, sau đó trở ra. Đấy. Nhưng mà đóng hàng này thì mất khá là nhiều thời gian các bác nhé. Nhưng mà vẫn phải cố tranh thủ test thử cho các bác xem. Thì hôm nay em đang dùng đây con đẩy này là có công suất là 400W là 8 ohm, 4 ohm là 600W. Và dùng con đẩy này đánh luôn một đôi súc kép này các bác, một đôi súc đơn này các bác nhé. Đánh luôn xem là nó như thế nào. Do thời gian rất là gấp rút nên là em chỉ test nhanh thế thôi, sau là lát nữa đóng bìa đóng gói này mất tầm gần tiếng đồng hồ hai quả này các bác ạ. Đây em sẽ test nhanh đi nhé. Đúng ra là phải bên ngoài trời nhưng mà này thời gian nó rất là gấp rút nên là test nhanh. Đẩy có 600W và 4 ohm mà nó quật. Ok, test nhanh gọn đến đây nhá. Bây giờ phải nghe điện thoại của bác khách rồi. Đấy, các bác cần cái gì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, giá cọc này em báo lại nhá, 10,5 triệu bao ship. 10,5 triệu bao ship. Súp đơn 50 mẫu trà bát, nắp bát từ 28-125. Bát Ethersound 18 tiền X4000 thùng mẫu trà bát. Con này đánh tiếng thì rất là ghê rồi, nên là các bác nào có quan tâm liên hệ trực tiếp. Đây, bác khách đang gọi rồi. Bây giờ phải nghe điện thoại đã. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip test gấp lần sau nha. Đây các bác xem này. Đấy. Còn nợ 9 triệu nhá. Bác khách chuyển khoản trước 1,5 triệu rồi nhưng em không ghi đây. Bởi vì ghi đây là lắm khi nhà xe người ta không nhìn rõ chữ, nhìn này nhiều chữ quá người ta loạn lên. Đấy, bác khách ở tỉnh Bắc Giang nhá. Đấy. Xà bát bể nặng như đá. Gấp quá, bây giờ bê ra thì mới biết là đây, em cho các bác xem giờ luôn. Hiện tại bây giờ là đang là 3:04. Vậy là còn gần 40 phút nữa. 3 giờ à đâu gần 3 phút nữa. 3:30 là họ đến đây. 3:40. Đấy 3:40. Bây giờ phải ghi vào nhưng không nhiều lần nhầm lắm rồi. Rất to, rất cồng kềnh. Em trả bằng xe cúp này, 2 chuyến. Đóng hàng mất tầm gần nửa tiếng. Đóng bìa cho bác ở Bắc Giang thôi nhưng mà phải đóng bìa. Cái này mà gửi Viettel thì chắc phải tầm 1,5 triệu tiền cước. Đấy, gửi Viettel gửi bưu điện tầm 1,5 triệu tiền cước. Còn gửi xe thì chắc tầm 500-700 thôi. Nếu là gửi gần thì còn lãi được nhiều chứ còn gửi xa thì gần như không có lãi các bác ạ. Các bác không cảm.